Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với video của Hoàng ngày hôm nay, kênh Hồ Tuấn Anh Investment. Thì với những ai mà chúng ta xem cái kênh này là đầu tiên thì anh chị có thể là chúng ta đăng ký cái kênh và chúng ta mở cái chuông thông báo để có được những video của Hoàng về cái việc nhận định thị trường, đúng không ạ? Thì quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì đối với cái thị trường ngày của chúng ta ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 2021, đúng không ạ? Chúng ta thấy một cái phiên mà chỉ số của chúng ta có những cái giảm điểm, những cái cú đạp tại những cái khung giờ vào buổi chiều, đúng không? Buổi sáng thì nó cứ lình xình mãi ở quanh tham chiếu, đúng không? Chúng ta có thấy hai điểm rồi xanh ở đây. Chúng ta nhìn cái biểu đồ giao dịch vào buổi sáng thì chúng ta thấy là nó cứ quanh lanh quanh tham chiếu, đúng không? Phiên chiều thì bị đạp. Thì nguyên nhân cho cái thị trường đạp như thế này là gì? Là do các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành dòng họ vốn hóa lớn. Thứ nhất là dòng họ của nhà họ VinGroup, đúng không ạ? Thứ hai là nhóm ngành về các cái cổ phiếu về gì? Về ngân hàng, đúng không ạ? Dòng ngân hàng thì anh chị đã biết là hôm qua là một cái phiên tích cực dòng tiền vào, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy là nó lại quay trở lại mốc cũ, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ những cái cổ phiếu mà đóng góp và chỉ số nhiều nhất thì chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy ngay là gì? Là chỉ số giảm là do hai cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn của thị trường là nhóm của nhà họ Vinhome và Vic, đúng không ạ? Và các cái cổ phiếu, một số cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, đúng không ạ? Chiều ngược lại thì chúng ta thấy là có những cái thông tin giai đoạn này, những thông tin tích cực về sắt thép và khiến những cái cổ phiếu này, dòng sắt thép nó được hưởng lợi và nó hút cái dòng tiền vô, thì chúng ta thấy là nó tăng, đúng không ạ? Hòa Phát này, Hoa Sen này, Nam Kim này, đều là những cổ phiếu mà gì chúng ta thấy là hôm nay và hôm qua nó giữ sắc xanh tốt. Còn nhìn về mặt thanh khoản thì chúng ta thấy là hôm nay một cái phiên là giao dịch chỉ có 19.579 tỷ thôi. Nhìn chung là thanh khoản như thế này, đúng không ạ, là nó hợp lý cho cái sự điều chỉnh của chỉ số, đúng không ạ? Còn về độ rộng thị trường thì chúng ta thấy là 127 mã tăng và chiều lại 259 mã giảm. VN30 thì có 22 mã giảm, nhiều mà giảm nhiều hơn. Thì chúng ta thấy là cái dòng tiền nhìn vào là chúng ta biết là gì, là nguyên nhân giảm điểm là của chỉ số của VN chung là do những cái nhóm thuộc vốn hóa lớn, nhóm blue chip, đặc biệt là nhóm VN30, đặc biệt riêng biệt hơn nữa là nhóm cổ phiếu ngân hàng, đúng không ạ? Chúng ta thấy này, đúng không ạ? Ok, thì về cái biểu đồ của chỉ số VN rồi thì chúng ta thấy là tiếp tục là sau cái cây ngày hôm qua là một cái cây giảm điểm nhẹ, thì hôm nay là tiếp tục là một cái cây giảm khoảng 8 điểm, mà nguyên nhân là do nhóm ngân hàng, nhóm vốn hóa lớn nó tham gia vào cái sự giảm điểm, đúng không ạ? Nhìn chung nhóm midcap thì Hoàng đánh giá là điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Nhìn chung anh chị nào mà chúng ta bật cái biểu đồ VN Midcap, đúng không ạ? Chúng ta bật trên cái biểu đồ TradingView thì anh chị cũng đã thấy là những cái cổ phiếu thuộc nhóm Midcap này, nhóm vốn hóa chung vừa và nhỏ này thì nó tiệm cận cái đỉnh cũ và nó có nhịp rung lắc chốt lời là hoàn toàn bình thường. Hoàng đánh giá rằng là như vậy trong hai phiên hôm qua và hôm nay, đúng không ạ? Ok, thì chúng ta để ý một điều là chúng ta thấy là cái nhóm ngân hàng, đúng không ạ? Nhóm ngân hàng, các cổ phiếu tiêu biểu như là VB Bank này, hôm qua có VB Bank tăng mạnh, đúng không ạ? Thì dòng ngân hàng thì anh chị phải hết sức lưu ý cho Hoàng, bởi vì cái lượng kẹp hàng ở trên nó khá là nhiều. Ngày hôm qua thì Hoàng cũng đã nói với anh chị trong những cái room tư vấn của mình, room khách hàng và những cái room cộng đồng là gì, là nhóm ngân hàng rất có khả năng hôm qua, đúng không ạ? Trước phiên Hoàng đã nói với anh chị là nhóm ngân hàng rất có khả năng là hôm qua nó hút dòng tiền vào, đúng không? Tuy nhiên anh chị hạn chế đầu tư nhóm này bởi vì nó không đủ yếu tố hấp dẫn và đây là những cái nhịp mà nó hồi lên thôi, thì anh chị hạn chế, đúng không? Anh chị nào trong room thì cũng đã biết rồi. Thì dòng ngân hàng thì anh chị phải hiểu một cái điều như thế này, đúng không? Nhìn chung là dòng ngân hàng á, thì cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư, gọi nhà đầu tư, đúng không ạ, vào những cái cổ phiếu ngân hàng như thế này thì nó không còn quá nhiều, bởi vì những cái thông tin, đúng không ạ, tích cực của nó sẽ không còn, đúng không ạ? Và lợi nhuận thì Hoàng nghĩ khả năng rằng nó sẽ thấp hơn những cái quý cùng kỳ. Cái này là những vấn đề anh chị cần lưu ý. Và hôm qua chúng ta thấy là một cái thông tư ra đúng không ạ, là khiến các ngân hàng như này hỗ trợ cho các ngân hàng là gì hoãn trích lập dự phòng của các cái khoản nợ đến hết tháng 6 2022, đúng không ạ? Nhìn chung là những cái tin này ra thì nó rất là tích cực, đúng không ạ? Và chúng ta để ý một điều như này là chúng ta thấy đại dịch xảy ra, đúng không ạ, và các doanh nghiệp không ăn được gì thì đương nhiên những cái chính sách này cuối cùng trước sau gì nó còn phải ra và nó không phản ánh kỳ vọng quá nhiều vào cái giới đầu tư, vì vậy là những cổ phiếu ngân hàng thì nó không tăng được, đúng không ạ? Và một điều nữa thì chúng ta nhìn chung thì dòng ngân hàng thì nhìn chung là các mặt bằng các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng như VB Bank nè, MBB nè, hay là Techcombank
đúng không? Hay ACB, hay là MBB, hay là CTG, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy là những cổ phiếu này, cái vùng kẹp trên của nó rất là nhiều, đúng không ạ? Tại hai cái vùng nền kẹp đây anh chị, đơn giản như nhìn chúng ta thấy là vùng CTG này, đúng không ạ? Một vùng này, hay là ở đây chúng ta thấy vùng thứ hai này. Thì tại những cái vùng này, đúng không ạ? Thì thường thường á là hai là tại những cái vùng này chúng ta thấy là rất nhiều tại những cái vùng này. Đúng không ạ? Rất nhiều nhà đầu tư kẹp hàng ở tại hai cái vùng này, đúng không ạ? Thì để cổ phiếu mà thoát được khỏi hai vùng này á mà hình thành một cây tăng giá mới thì phải nói là rất là khó và rất là khó khăn. Và anh chị cứ hình dung như thế này, nếu mà đội lái hay là tạo lập, đúng không ạ? Thì họ chả có dạy gì, đúng không ạ? Họ chả có dạy gì để họ đánh ngân hàng lên để gì? Các nhà đầu tư gọi ở trên đây họ chốt lời, đúng không ạ? Các nhà tạo lập họ không có lý do gì để họ đánh lên để gì? Để gì? Nhà đầu tư cá nhân kẹp hàng tại những vùng này chốt lời, đúng không ạ? Thì những vấn đề này là anh chị lưu ý. Đó là lý do tại sao anh chị phải hạn chế việc đầu tư nhóm ngân hàng, đúng không? Bản thân Hòa thì đã nói anh chị rất là lâu rồi, đúng không ạ? Chúng ta nói rất là lâu là anh chị hạn chế đầu tư nhóm ngân hàng, đúng không ạ? Và chúng ta để ý là sau phiên hôm nay thì chúng ta thấy một điều là gì? Là chúng ta thấy một dòng tiền là gì? Là gì? Chưa đủ lớn và chưa có yếu tố, chưa có tín hiệu gì để vào nhóm ngân hàng cả, đúng không ạ? Và giai đoạn này dòng tiền nó vào thì nó vẫn chỉ vào nhóm mid cap, nhóm vốn hóa trung vừa và nhỏ thôi, đúng không ạ? Vì nhóm này thì nó dễ đánh và gì và nó hợp lý hơn rất là nhiều giai đoạn này, đúng không ạ? Và chả vào nhắc Hoàng nhắc lại một điều là chả có việc gì mà tạo lập họ đánh lên để những nhà đầu tư cá nhân ở trên đây họ chốt lời bộ cả, đúng không ạ? Và đánh lên như thế này là rất cần rất nhiều tiền, phải nói rất nhiều tiền, đúng không ạ? Thì anh chị cần lưu ý cho Hoàng những vấn đề này, đúng không ạ? Đó là nhóm ngành ngân hàng Hoàng view qua. Tiếp theo thì về mặt chỉ số thì Hoàng nghĩ rằng sau thị trường chúng ta có hai cái phiên điều chỉnh và ngày hôm nay, đúng không ạ, một cái phiên điều chỉnh và thân nến dài như thế này và khối lượng nhỏ vô thấp như thế này thì đây là những cái tín hiệu tích cực đầu tiên cho cái chỉ số VN, đúng không ạ? Tích cực đầu tiên chỉ số VN. Và chúng ta nhìn sâu hơn là chúng ta thấy nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là hai cổ phiếu vốn hóa lớn như Vinhom, Vic và nhóm ngân hàng tham va gia vào cái sự giảm điểm ngày hôm nay. Vì vậy Hoàng nghĩ rằng thị trường là gì, nó vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra và hôm nay là một cây nến phải nói là rất là tích cực cho chỉ số gì. Thì Hoàng nghĩ rằng khả năng cao là thị trường là những phiên tới thì dòng tiền nó lại tiếp tục nó vô những cái nhóm hàng vốn hóa trung vừa và nhỏ. Vì vậy anh chị đầu tư thì chúng ta chọn lựa những nhóm này nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều nhá, hợp lý rất nhiều. Còn anh chị mà chúng ta làm cầm nhóm những cổ phiếu mà nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm ngân hàng thì Hoàng nghĩ rằng anh chị là chúng ta hãy cơ cấu để chúng ta qua những nhóm ngành hơn, đúng không ạ? Và sâu hơn chúng ta nhìn vào để ý và nhìn vào các cái cổ phiếu thuộc vốn hóa trung vừa và nhỏ thì nó cũng có cái sự phân hóa ở đây, đúng không ạ? Chúng ta thấy hôm nay là dòng cảng biển này giảm nè, chúng ta thấy là một số cái cổ phiếu thuộc nhóm là gì, đầu tư công nè, bất động sản công nghiệp thì nó cho thấy cái sự là sắc xanh, xanh đỏ, đúng không ạ, xen nhau, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào chung một cái nhóm ngành mà có cổ xanh có cổ đỏ. Vì vậy anh chị cần phải lưu ý trong giai đoạn này. Đó, thì đấy là vấn đề, những cái vấn đề Hoàng đề cập trong video ngày hôm nay. Cái phần cuối cùng thì Hoàng sẽ điểm nhanh qua một số cái những cái cổ phiếu mà anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể quan tâm nhá. Đầu tiên là chúng ta để ý là những cái cổ phiếu mà gì, dòng ngân hàng. Nhóm ngân hàng nhìn chung thì nó vẫn là loanh quanh tại nền này thôi, loanh quanh tại nền cái vùng dưới này. Nhìn chung nhá, Hoàng nói chung cổ những cái cổ phiếu nhóm ngân hàng này thôi thì nhìn chung thì gì, thì nó vẫn là loanh quanh tại cái vùng dưới như thế này, đúng không ạ? Loanh quanh tại vùng dưới như thế này. Tiếp theo là dòng chứng khoán thì anh chị cũng phải cần lưu ý, dòng chứng khoán thì chúng ta cũng không nên đầu tư bởi vì cái kỳ vọng nhà đầu tư vào những cái dòng này thì nó không quá lớn, đúng không ạ? Trừ khi mà cái thanh khoản của chúng ta bây giờ khoảng 27-30 nghìn tỷ thì dòng chứng khoán thì Hoàng hy vọng thì nó mới chạy mạnh được. Còn nhìn chung thì nó không chạy mạnh. Có mỗi SI thì hôm nay là giao dịch không hưởng quyền thì nó trần, đúng không ạ? Như Hoàng phát giai đoạn trước khi mà chia xong, đúng không ạ? Thì nó cũng trần như vậy. Ok, thì đó là nói chung qua nhóm ngân hàng. Anh chị có hàng thì Hoàng nghĩ rằng chúng ta tiếp tục cơ cấu, còn anh chị giữ thì nó vẫn là nó xanh đỏ quanh cái vùng đáy này thôi. Nhìn chung thì tạo đáy hết rồi, nhưng mà tuy nhiên cái con đường đi lên của nó rất là khó khăn. Và nhóm vốn hóa trung vừa và nhỏ thì vẫn là hợp lý hơn trong giai đoạn này, đúng không ạ? Một số cổ phiếu như là chúng ta thấy là nhóm cổ phiếu về dầu khí đi, Hoàng nghĩ rằng dầu khí BSR hay hỏi nè. BSR nhìn chung thì hiện tại quanh cái vùng này thì chúng ta thấy là một điều là gì,
là nó đang siết chặt những cái lượng cung của nó, đúng không ạ? Đang hấp thụ cung, những lượng cung của nó. Là gì? Thì tạo lập á, nó có hai cái cách đánh cho chúng ta. Thứ nhất là giảm này, giảm cũng giảm mà có hai cách, có hai cách để khiến nhà đầu tư cá nhân họ ra hàng. Thứ nhất là đánh giảm điểm này, vi phạm kiểu luật chúng ta cút lót. Thứ hai là gì? Đánh biên ngang, để nhà đầu tư nản ra hàng. Thì đó là hai cái đánh của tạo lập, đúng không ạ? Như chung BR thì hiện tại đang mục tiếp cung như thế này. Và hiện tại chúng ta thấy thanh khoản bây giờ những cái phiên ở đây chỉ quanh từ 5 đến 7 triệu cổ thôi. Thì nhìn chung Hoàng nghĩ rằng BR thì tại những cái vùng này thì anh chị có thể tham gia chúng ta mua được, Còn những vị thế kẹp hàng thì anh chị có thể tham gia tại những cái vùng này là gì? Chúng ta đánh để gì? Chúng ta đánh trading để chúng ta hạ giá vốn. Ví dụ hôm nay chúng ta mua cái giá này, đúng không? Ngày mai nó tăng lên 18 thì anh chị bán lại cái lượng hàng đã mua ngày hôm nay nhá, thì nó sẽ khiến anh chị giảm cái giá vốn đi. Còn nhìn chung thì BR Hoàng nghĩ rằng mấy cái phiên gần tới thì nó sẽ lại lao lên, lao lên cái nền cũ là quanh 19 thôi, nó không vấn đề xảy ra hết. BR này, BVT ngoại BT hôm nay chúng ta thấy là một cái phiên ngày hôm qua, chúng ta thấy một cái phiên mà quay về lắp gáp, đúng không ạ? Hôm nay thì phải nói là rất là khỏe cho cổ phiếu BVT này. Nhìn chung BVT thì khá là cổ phiếu khá là mạnh, đúng không ạ? Thì anh chị nào chúng ta có vị thế thì chúng ta nắm, hoặc là chúng ta có thể mua mới tại những cái vùng này được, đúng không ạ? Bởi vì nó thoát đỉnh, nó quay về, nó test đỉnh, nó hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Và hôm nay nó vẫn là gì, sắc xanh, đấy là một điều tuyệt vời cho cổ phiếu BVT này, đúng không ạ? BVS thì sao? Và BVS thì cũng vậy, đúng không ạ? BVS cũng vậy thôi, đúng không ạ? Nhìn chung thì chúng ta thấy là hai cây giảm nhưng mà khối lượng nó không quá lớn, thì đó là những cái điều bình thường. BVS, thậm chí BVD cắt mặt zin này, cắt mặt zin thì Hoàng nghĩ rằng những phiên tới nó sẽ quay lại cái vùng 20 của nó thôi, không có thể xảy ra hết. BVD. Dòng dầu khí này, thứ hai là nhóm nhà đầu tư quan tâm là các cái cổ phiếu thuộc DIG này. DIG cũng rất nhiều nhà đầu tư hỏi. Nhìn chung thì DIG thì nó đang điều chỉnh, bình thường, và Hoàng nghĩ rằng cái vùng quanh 31 thì nó khó mất. Thì chỉ có hàng thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, đúng không ạ? Nhìn chung thì đang trong quá trình điều chỉnh. DIG này, cổ phiếu nào nữa nhỉ? Nam Long cũng vậy, đúng không ạ? Và đang trong quá trình điều chỉnh, đúng không ạ? Vượt đỉnh quay lại test đỉnh, đang trong quá trình điều chỉnh hoàn toàn là hết sức bình thường. SCR cũng vậy, đúng không ạ? SCR rồi sau cây trần là cây giảm, đúng không ạ? Thì trong lúc khách hàng của hàng vẫn đang nắm cổ phiếu này SCR, đúng không ạ? Quanh lại thăm chiếu 6 ngày hôm qua, đúng không ạ? Theo anh nghĩ rằng những cổ phiếu này những phiên tới thì nó sẽ quay trở lại cái con đường của nó đi lên thôi, không có vấn đề gì xảy ra hết. SCR này, hay là một số cổ phiếu như là SCR này, một số cổ phiếu như anh chị có thể quan tâm như Vĩnh Hoàng này. Vĩnh Hoàng là anh chị có thể là chúng ta tham gia được, đúng không ạ? Nó có khoảng là 1, 2, 3 khoảng là 4 phiên điều chỉnh rồi, thì anh chị có thể là chúng ta chú ý những cổ phiếu này. Vĩnh Hoàng, Hoàng nghĩ rằng nó sắp điều chỉnh xong rồi. Vĩnh Hoàng này, một số cổ phiếu nữa như là Masan cũng nhiều là tôi hỏi, đúng không ạ? Masan nhìn chung thì đối với thế chung và dài hạn thì anh chị có thể là chúng ta nắm được. Còn hiện tại á, thì vì thế ngắn hạn thì nó đang gặp khó tại những cái vùng này, đúng không ạ? Còn vì thế chung dài hạn thì anh chị vẫn cứ giữ, đúng không ạ? Không có gì xảy ra hết. Vì thế chung dài hạn thì anh chị đừng quan tâm ngắn hạn nhé, khoảng là một tuần thì chúng ta hỏi lại một lần thôi là được rồi nhá. Ok, thì đó là những cái vấn đề mà Hoàng đề cập trong video ngày hôm nay, một số cổ phiếu mà anh chị nhà đầu tư quan tâm. À, một số anh chị hỏi Hòa Phát nữa. Hòa Phát này, Hòa Phát nhìn chung thì nó đã có những tín hiệu tích cực, đúng không ạ? Khi mà nó vượt được cái vùng 52 này, vùng 52 thì phải nói là cái lượng kẹp khá là nhiều. Khi mà nó vượt vùng 52, 53 này thì anh chị chúng ta có thể kỳ vọng nó lên vùng 60 nhá, sắt thép 60. Nam Kim cũng vậy, Nam Kim thì phải nói là gì, nó khỏe hơn thị trường rồi. Nam Kim hay Hoa Sen này, Hoa Sen thì đã vượt đỉnh rồi, sắp có xu hướng vượt đỉnh rồi, thì anh chị có thể chú ý những cổ phiếu này, anh chị vẫn có thể giữ được. Còn anh chị nào vị thế tham gia mới thì anh chị có thể là chờ nó có những phiên điều chỉnh, đúng không ạ? Thường thường nó mà tăng một cây vốn lớn như này thì tiếp theo nó sẽ rất dễ có những cái phiên điều chỉnh, thì anh chị chú ý. Nếu chị thích thì chúng ta có thể tham gia mua được nhá. Ok, thì video của Hoàng ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Tóm lại là gì? Về mặt chỉ số, đúng không ạ? Về mặt chỉ số thì hôm nay là sự điều chỉnh là do các cái cổ phiếu thuộc nhóm blue chip, tiêu biểu nhất là nhóm họ Vin và nhóm ngân hàng thì nó tham gia vào cái sự điều chỉnh ngày hôm nay khiến chỉ số giảm chấm điểm. Và nhìn chung thì tổng kết cả tại tờ vùng đỉnh, chỉ số tại vùng đỉnh cái nhịp này, đúng không ạ? Thì tính đến đây thì nó giảm gần khoảng 20 điểm rồi. Nhìn chung thì hoàn toàn là điều chỉnh tích cực, đúng không ạ? Nhóm vốn hóa tham gia vào điều chỉnh lần này thì chúng ta thấy là nhóm mid cap, đúng không ạ? Nhóm mid cap thì sau những quá trình tăng nóng, đúng không ạ? Thì nó gặp vùng đỉnh cũ thì nó quay lại, nó test
quay lại nó gì nó điều chỉnh và gì nó gặp kháng cự thì cho những nhà đầu tư họ chốt lời là điều hoàn toàn bình thường. Và tiêu biểu như nhóm này thì ngày hôm kia thì Hoàng là nói anh chị là nhóm đầu tư công là tham gia vào cái việc điều chỉnh đầu tiên của nhóm Midcap như thế này, và hôm sau đó là ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta thấy là nhóm này tiếp tục điều chỉnh. Tuy nhiên chúng ta thấy là những cổ phiếu này là gì, chúng ta nó điều chỉnh hết sức bình thường và gì Hoàng nghĩ rằng và những phiên tới nó sẽ quay trở lại cuộc đua của nó. Và trong từng ngành cả vốn hóa chung vừa và nhỏ này nó cũng cho thấy dấu hiệu phân hóa, vì vậy anh chị chọn cổ phiếu sẽ quan trọng hơn rất là nhiều nhá. Thì vấn đề là gì, thị trường điều chỉnh xong rồi này, nhóm Midcap là gì view quay trở lại này, nhóm ngân hàng thì Hoàng nghĩ rằng là gì nó vẫn là xanh đỏ nhẹ quanh cái vùng đáy của nó thôi nhá. Thì anh chị chú ý cho Hoàng vấn đề này. Ok, thì video của Hoàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì anh chị nào mà chúng ta khó khăn về cái việc chọn cổ phiếu thì anh chị có thể là tham gia những cái room VIP khách hàng của Hoàng nhá, trong hai room này. Đây là hai room không thu phí, và anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì anh chị có thể là liên hệ cho Hoàng phía dưới hình để chúng ta mở tài khoản để vô những cái room này nhá. Thì NAP yêu cầu là chỉ là 50 triệu trở lên thì anh chị có thể tham gia những cái room này. Video của Hoàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì chúc anh chị có một buổi tối thật vui vẻ, và chúng ta là gì thấy video này hay thì có thể là like video, hoặc là có câu hỏi gì thì anh chị có thể comment dưới video thì Hoàng sẽ trả lời cho anh chị, đúng không? Ngày hôm nay là một video ngắn thôi, tại vì để góp vào cái kiến thức, cái ý kiến của mình vào cái con đường đầu tư của anh chị, để anh chị có một cái tầm nhìn nhiều hơn, đúng không? Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc anh chị có một buổi tối thật vui vẻ.